đầu tiên là đau quan tâm, đúng không? Thì một người khách hàng sẽ đến gặp một người bác sĩ để người ta trình bày và người ta hy vọng một người bác sĩ thẩm mỹ có thể giúp cho người ta cải thiện và khắc phục nỗi đau. Mà cái nỗi đau của khách hàng do đâu mà có? Thường nhất đó chính là do cái gương soi mỗi ngày mà người ta tối đến, người ta trước khi người ta đi ngủ, người ta trang điểm, người ta tẩy trang, sau đó người ta sẽ nhìn cái gương soi và tất nhiên người ta sẽ thấy một cái khiếm khuyết nào đó trên gương mặt và người ta cần thiết chúng ta sẽ cải thiện vấn đề đó cho người ta. Hoặc cái nỗi đau đó đến từ hồi chơi em bạn thân, đi chơi thân nhiều quá, mấy bạn nhận xét mình và gương mặt mình có gì đó nó không được đẹp, đúng không? Hoặc là đến từng thằng chồng kế bên. Cứ mỗi ngày đi chơi câu dạo này thấy nhai năng nhiều quá, thấy bắt đầu chảy sợi nhiều ha, hoặc là có một vấn đề nào đó nó tính lại nhảy là cho mình thấy khó chịu, được chưa? Thì bệnh nhân sẽ chia sẻ với những cái nỗi đau đó cho người bác sĩ và người bác sĩ sẽ phải đánh giá và phải phân tích cái nỗi đau đó trên phương diện thẩm mỹ. Tại vì á, người khách hàng không phải là cái người ta được đào tạo, người ta không biết như thế nào mới được gọi là đẹp, người ta chỉ được xem và chỉ được nghe người khác nhận xét về bản thân mình, hoặc là chính bản thân mình thấy cái chuyện đó là cái chuyện không có được hài lòng nha. Tuy nhiên người ta sẽ không biết cái vùng mũi như thế nào được gọi là đẹp, cái vùng thái dương như thế nào mới được gọi là đầy đặn hoặc là bị chuẩn quá, đúng không nè? Thì người ta sẽ chia sẻ cái nỗi đau của người ta cho mình, và chúng ta là người được đào tạo về tỷ lệ vàng, là người biết được cái khu vực đó như thế mà nó mới gọi là đẹp, và chúng ta sẽ phải phân tích cho khách hàng biết thật sự cái vấn đề người ta đang thấy có đúng như vậy hay không, và nếu đúng thì nếu muốn cải thiện sẽ cải thiện theo hướng nào sẽ tốt nhất. Thì chúng ta tư vấn thì đầu tiên chúng ta phải biết được tỷ lệ vàng,